thu âm miễn phí trên điện thoại di động. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để thu âm giọng hát tại nhà bằng cái điện thoại di động của mình. Sau đó mình sẽ chỉnh sửa và mình sẽ mix lại cái giọng hát của các bạn để có một bài hát như các bạn đi thâu tại phòng thu. Để thâu được giọng hát bằng điện thoại di động thì các bạn cần phải có hai cái điện thoại di động. Cái điện thoại thứ nhất chúng ta sẽ đeo tai nghe vào, chúng ta sẽ gắn tai nghe vào cái điện thoại thứ nhất. Thì chúng ta sẽ gắn tai nghe vào cái điện thoại thứ nhất và chúng ta sẽ đeo vào. Sau đó các bạn sẽ lên YouTube tìm cái karaoke hoặc cái nhạc beat mà các bạn yêu thích và các bạn sẽ nhấn play để cho nhạc nó phát lên và các bạn sẽ nghe. Còn cái điện thoại thứ hai, chúng ta sẽ dùng Zalo và chúng ta sẽ kết bạn với số điện thoại là 0937563829. Thì trên cái cửa sổ chat với Zalo thì sẽ có một cái nút micro. Dưới cửa sổ chat sẽ có một cái nút micro như thế này nè các bạn. Các bạn ở dưới khúc cuối dưới đây là có một cái nút micro, các bạn sẽ nhấn vào đây. Nhấn vào cái nút micro sẽ hiện ra một micro thật là to. Thì trong lúc nhạc đang phát, sắp tới lúc hát á, thì các bạn nhấn giữ cái nút micro to này. Nhấn giữ không buông ngón tay nha các bạn. Và các bạn sẽ đặt cách miệng của mình khoảng chừng 10 đến 15 cm. Các bạn nghe nhạc và các bạn hát, hát cho đến lúc đoạn nhạc dạo giữa và các bạn sẽ buông ra. Thì cái đoạn giọng hát của các bạn đã gửi qua Zalo của mình. Tiếp theo, sắp hết đoạn nhạc dạo giữa, các bạn sẽ nhấn giữ và bấm tiếp. Thì các bạn hát đến hết bài. Đến hết bài thì các bạn sẽ buông ra, buông ngón tay ra. Thì cái đoạn ghi âm đó sẽ gửi qua cho mình. Đồng thời trên Zalo cũng có cái nút chụp hình ảnh, các bạn sẽ chọn vào nút chụp hình ảnh. Các bạn sẽ chụp lại cái karaoke mà các bạn đã hát. Sau đó mình sẽ mix lại và chỉnh sửa lại để có một bài hát gần giống như trong phòng thu các bạn ạ. Chúc các bạn thành công!